Các bạn đang xem phim Hình cảnh quốc tế. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bộ phim truyện Hồng Kông Hình cảnh quốc tế với sự tham gia của các diễn viên Quan Lễ Kiệt, Đặng Tuệ Dân, Phương Trung Tính, Ngô Đình Hoa, Đoàn Dĩ Luân, Lâm Dĩ Thần cùng một số diễn viên khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người thấy hay hãy like, share, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp như ý. Xin chào và hẹn gặp lại.